các khách hàng yêu quý của DK. Và ngày hôm nay thì DK vừa có một vị khách rất là xinh đẹp và chị vừa trải nghiệm xong combo hai dịch vụ tại DK, đó là hair shop và phun môi phủ xương 3D. Và trước khi trò chuyện cùng chị thì chúng ta hãy cùng quan sát cái tình trạng lông mày cũ của chị trước khi mà thực hiện hair shop nhé mọi người nhé. Anh lên đây một đợi nhé chị. Cái tình trạng lông mày cũ của chị là chị theo như mình được biết thì chị đã phun lông mày cũ này được 2 năm rồi. Và chị đã trải nghiệm cái dịch vụ laser, siêu laser Picomax tại DK. Và chỉ sau một lần thôi là mực của mình đã hết, đã hoàn toàn là biến mất rồi. Đó, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng ngắm nhìn cái sản phẩm lông mày mới của chị. Xin mời ống kính ạ. Mọi người có thể thấy nhá, nhìn cái cặp lông mày này thì chắc chắn là không ai có thể biết được là chị đã từng hút sữa. Vì với công nghệ siêu laser Picomax tại DK thì trong quá trình laser thì laser tác động thì chỉ hút sạch mực của mình thôi, chứ không hề làm ảnh hưởng đến cái vùng da lông mày. Và đặc biệt là lông mày của chúng ta thì không hề bị trụ này, không hề bị cháy lông. Và như mọi người có thể thấy thì tất cả những cái nhược điểm của lông mày như là phần đầu này và phần đuôi lông mày bị hụt là chuyên gia của DK đã thêm sợi rồi, và nhìn sợi rất là bay bổng và tự nhiên. Và theo như em được biết thì mình cũng đã trải nghiệm dịch vụ phun môi này đi đây đúng không ạ? Và môi của mình đã mong được mấy ngày rồi hả chị? Môi em chắc được 5 ngày, là 10 ngày em chẳng nhớ nữa, sau 1 tuần đấy ạ. Vâng, và bây giờ chị xin mời ống kính quay sát hơn môi của chị nhé. Và theo như mình biết thì là chị đã lựa chọn cho mình một môi hồng baby rất hợp với cái màu da, và rất hợp và nhìn rất là trẻ trung, tươi tắn. Đó. Và điều đặc biệt là môi mới bong sau 5 ngày thôi mà màu môi đã lên rất là đẹp rồi và rất là đúng tông màu. Và mực DK đang sử dụng đó là mực organic, mực hữu cơ, nên là nó sẽ để dần lên và ổn định trong vòng 2 tháng. Và chắc chắn là sau 2 tháng nữa sẽ hứa hẹn là cái cặp môi của mình sẽ lên đẩy màu lên ổn định hơn và đều màu hơn chị nhé. Chị có thể chia sẻ một vài cảm nhận là trong cái quá trình laser này, trong quá trình làm lông mày thì mình thấy thế nào không ạ? Em nghĩ là đau nhưng mà cũng chỉ ở châm chít một chút thôi, cũng không đau. Cả là nhân viên ở đây cũng rất là nhiệt tình, nhẹ nhàng. Ok chị ạ. Vâng, nói chung là quá trình laser thì nó sẽ khác xa với so với những gì suy nghĩ của mình lúc trước đúng không chị? Vậy còn môi thì sao ạ? Môi cũng thế, phun cũng gần như là không đau. Chắc là môi em cũng ăn tê nên là không thấy gì cả. Vâng, vậy sau khi mà làm xong combo làm đẹp tại DK rồi thì chị có cảm thấy hài lòng không? Và chị có điều gì gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Em thấy hài lòng chị ạ. Không thử lắm đi. Vâng, vậy mình có sẵn lòng và giới thiệu cho thật nhiều bạn bè và người thân của mình đến để cùng trải nghiệm chứ. Cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều. Chúc chị sẽ có một ngày Giáng sinh thật là vui vẻ và an lành bên những người thân yêu của mình ạ. Vâng, và đặc biệt thì sắp tới thì DK cũng sẽ có chương trình tri ân rất là lớn gửi đến tất cả các khách hàng yêu quý của DK. Và mọi người đừng quên là thường xuyên theo dõi fanpage của DK. Và rất vui được gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ. Xin chào mọi người.